Sau các đợt rét đậm rét hại kéo dài mấy ngày qua, thời tiết chuyển nồm ẩm, độ ẩm trong không khí cao, các loại virus vi khuẩn đã mốc phát triển, dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp như cúm, viêm phế quản, viêm phổi và các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Các bạn bị viêm phế quản và viêm phổi thì các nguyên nhân chủ yếu thì hàng đầu vẫn là virus. Thì mình hay gặp nhất trong cái thời gian gần đây đó là cái virus cúm, cúm A hoặc là cúm B. Và hiện tại một số các cái virus đang quay lại, ví dụ như là COVID-19 ở những cái trẻ mà thường là dưới 1 tuổi. Do là lồm ẩm nên là cái quần áo chúng ta phơi ấy, nếu không được sấy khô ngay thì nó hay bị cái hiện tượng lấm mốc. Nên là các một số các bạn đến khám hay có hiện tượng là bị mẩn ngứa, rồi là lồi mề đay, hoặc một số bạn thì có hiện tượng chốc loét. Để phòng ngừa các bệnh lý trong thời tiết nồm ẩm, cha mẹ và thầy cô giáo cần giữ vệ sinh không gian sống bằng cách thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, lớp học, lau sàn tường nhà, cửa kính bằng khăn khô, giặt rèm cửa, thay chăn ga thường xuyên. Các gia đình có điều kiện nên sử dụng máy hút ẩm điều hòa hai chiều chế độ khô để giảm độ ẩm trong không khí.